Xin kính chào tất cả anh chị. Thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh chị đã mua một cái mẫu đèn gọi là chống lóa, chuyên sử dụng vào trong nhà ở bên em. Thế thì thời gian trước thì em mới chỉ có cái mẫu đèn là công suất là 200W. Thế nhưng mà anh chị có rất nhiều anh chị lại có một nhu cầu muốn lắp những cái mẫu đèn mà nó công suất lớn hơn, đấy, độ sáng mạnh hơn và phủ được một khoảng sáng cho những cái gian phòng rộng hơn. Đấy, để đáp ứng được tất cả các nhu cầu của anh chị thì hôm nay bên công ty Hoàng Long sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mẫu đèn chống lóa trong nhà. Đấy, với cái thiết kế không thay đổi, tuy nhiên nó sẽ có một cái công suất sáng mạnh hơn với công suất là 300W để đáp ứng được tất cả các nhu cầu của anh chị với cái gian phòng có cái diện tích chiếu rộng hơn. Và trong video này em sẽ chia sẻ và giới thiệu chi tiết cho anh chị về cái sản phẩm này, xem nó có điều gì nâng cấp, có điều gì hay và chúng ta có nên lựa chọn nó để sử dụng trong gian phòng của mình hay không. Và xin mời tất cả anh chị cùng bắt đầu video. Thế thì trước tiên thì em cũng sẽ vẫn giới thiệu qua về cái cấu tạo cũng như là cái chức năng của cái mẫu đèn này, bởi vì có những anh chị đã theo dõi cái kênh của Hoàng Long Solar rất là lâu rồi thì cũng khá là quen thuộc với những cái cách giới thiệu cũng như là những cái mẫu sản phẩm đến công ty Hoàng Long. Tuy nhiên cũng có những anh chị lần đầu tiên qua kênh và xem những video của em thì em muốn là chia sẻ lại từ đầu để giới thiệu cho anh chị hiểu hơn. Thì về cái mẫu đèn chống lóa trong nhà này thì nó sẽ gồm có hai bộ phận chính anh chị ạ. Cái thứ nhất là chúng ta có thể nhìn thấy đây chính là phần thân đèn. Đấy, thì sẽ là cái phần phát ra ánh sáng để giúp chúng ta có thể chiếu sáng trong căn phòng của mình. Và phần thứ hai chính là cái phần tấm pin năng lượng mặt trời, là cái phần giúp cho cái đèn này được hấp thụ ánh nắng và chuyển hóa thành điện để sạc. Đấy, thì cái này nó giống như một cái bộ sạc anh chị ạ. Thì lát nữa em sẽ phân tích sâu vào từng cái chi tiết bộ phận. Đấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải hiểu cái nguyên lý và cái cấu tạo của cái chiếc đèn này trước. Thì tại sao cái mẫu này nó lại là mẫu chuyên lắp trong nhà? Thì anh chị có thể nhìn thấy về thiết kế. Thì thứ nhất là nó có màu trắng. Thì với những cái căn phòng thì đa số là nó sẽ có tường sơn màu trắng. Thì khi mà chúng ta lắp những cái mẫu đèn chống lóa với cái màu trắng này thì nó sẽ có một cái thẩm mỹ đẹp hơn so với việc chúng ta lắp những chiếc đèn màu đen, bởi vì nó sẽ trùng với màu tường. Đấy, cái thứ hai là về cấu tạo thì cái đèn này nó được cấu tạo rất là đặc biệt. Nó không giống như những cái chiếc đèn pha hoặc là không giống những cái chiếc đèn bàn chải, mà cái chiếc đèn này nó có một cái hệ thống chóa rất là nông. Thì với cái việc mà nó có cái chóa nông như thế này thì nó sẽ giúp là cái độ sáng nó sẽ được tỏa sang hai bên và nó sẽ tỏa rộng hơn. Thì khi mà chúng ta để trong nhà thì nó sẽ không bị chói mắt anh chị ạ. Thì đây là một cái cấu tạo rất là hay. Đồng thời để cho cái việc khuếch đại ánh sáng nó được hiệu quả hơn thì chiếc đèn này nó lại được trang bị một cái hệ thống là LED bi cầu. Đấy, thì giống như cái anh chị có thể nhìn thấy là khi mà chúng ta lắp những cái đèn mà có bi cầu thì cái độ tỏa sáng của ánh sáng thì nó sẽ tỏa rộng sang hai bên. Đấy, thì nó sẽ khuếch đại được mạnh hơn. Mặc dù là cũng với cái chip LED như thế nhưng qua hệ thống bi cầu thì nó sẽ cho độ tỏa sáng tốt hơn. Đấy, thì là về cái phần cấu tạo. Còn cái đèn này thì nó sẽ có công suất là 300W. Và trên cái mặt trước này thì anh chị nó cũng có thể nhìn thì nó sẽ có 6 cái ô. Thì cái ô đầu tiên nó chính là cái ô mắt thần, tức là chúng ta sẽ dùng điều khiển để điều khiển vào đây thì chiếc đèn nó sẽ chạy các chức năng cũng như là hoạt động theo cái ý của chúng ta. Tiếp theo là 5 cái ô này thì chính là cái 5 cái ô báo điện. Đấy, thì khi ban ngày mà chúng ta sạc đèn thì nó sẽ nhấp nháy các cái ô này, và khi đến bao giờ chiếc đèn đầy thì cái vạch cuối cùng là cái vạch thứ 5 này này thì cái đèn xanh thì nó sẽ đứng im. Đấy, thì khi đó là chúng ta biết sẽ đèn đầy. Và trong cái quá trình chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng có thể nhìn vào cái hệ thống vạch báo pin này để chúng ta biết được rằng là cái đèn này nó còn bao nhiêu phần trăm pin đấy và nó có thể sử dụng được bao nhiêu lâu nữa. Thì đây là cái phần vạch báo pin của chiếc đèn. Ngoài ra thì mặc dù là cái chiếc đèn này nó được thiết kế là ở trong nhà, tuy nhiên thì nó vẫn được thiết kế hoàn toàn bằng vỏ nhôm đúc nguyên khối anh chị ạ. Thì khi mà anh chị nhìn lần đầu tiên thì cũng có thể một số anh chị sẽ lầm tưởng rằng là nó là thiết kế vỏ nhựa. Tuy nhiên không phải, mà nó chỉ được là sơn một cái lớp phủ màu trắng bên ngoài. Thế còn bên trong cốt lõi của nó thì nó vẫn là cái đèn vỏ nhôm. Và với cái cấu tạo mà đèn vỏ nhôm thì bao giờ anh chị cũng biết rằng là nó sẽ bền hơn. Ngoài ra thì trong quá trình sử dụng thì cái LED nó tỏa nhiệt thì cái chiếc đèn vỏ nhôm nó sẽ giúp hệ thống LED nó tỏa tốt hơn và sẽ bền hơn cho cái hệ thống LED sau này. Thì về cấu hình của cái chiếc đèn này thì lát nữa em sẽ mở cái mặt đằng trước ra để cho anh chị xem. Thì với cái công suất đèn là 300W, đấy, hệ thống chip LED là 252 chip LED bi cầu, thì nó sẽ được trang bị một
lượng pin là 36.000 mAh, tương đương với lại 6 viên pin 32650. Thì với cái lượng pin này thì em cam kết với anh chị là cái thời gian sáng nó sẽ được suốt một đêm 12 tiếng. Và trong cái quá trình test và sử dụng thực tế thì em đã kiểm tra khi mà cái lượng pin này nó đầy thì nó có thể lên thời gian sáng đến 15-16 tiếng. Đấy, mặc dù thì chúng ta một ban đêm thì nó chỉ tầm 12 tiếng thôi, nhưng mà tại sao nhà sản xuất họ là phải làm thời gian sáng đến 15-16 tiếng thì để phục vụ cho những cái hôm nào mà trời nó không được nắng lắm. Đấy, thì pin nó không đầy thì nó sẽ vẫn có thể sáng được đến tầm 12 tiếng anh chị ạ. Đấy, thì đi với kèm với một cái chiếc đèn chống lóa 300W này thì nó sẽ có một cái hệ thống là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, thì anh chị có thể quan sát ở trên đây. Thì với cái loại tấm pin này thì trên thị trường người ta gọi là tấm pin poly, và em cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần trong các video trên kênh của Hoàng Long, thì là để chọn một cái được một cái tấm pin năng lượng nó tốt thì chúng ta có hai cái yếu tố. Một là nên chọn những cái tấm pin nó lớn tương đương với cái dung lượng pin ở trong đèn. Cái thứ hai là những cái phần mà khoảng màu xanh ở trên cái mặt này thì nó sẽ phải tương đối kín cho khắp cái khoảng tấm pin này. Anh chị không nên chọn những cái loại đèn mà có cái tấm pin nó cái khoảng trắng nó nhiều, bởi vì thực chất cái tấm pin này thì nó chỉ có những cái khoảng màu xanh như thế này thì nó mới là cái khoảng hấp thụ nắng và chuyển hóa thành điện. Thế còn những cái phần rìa này thì nó không có cái chức năng đó. Thì và khi mà chúng ta chọn thì chúng ta nên chọn những cái tấm pin mà nó đồng đều về màu sắc anh chị ạ, thì nó sẽ cho một cái chất lượng đồng đều và ổn định nhất. Đi kèm với lại cái tấm pin này thì nó sẽ có một cái sợi dây nối dài là 5m. Đấy, thì cái việc mà nó có cái sợi dây nối dài 5m này thì nó sẽ giúp là chúng ta có thể dễ dàng kết nối với đèn linh hoạt hơn khi mà chúng ta có thể để tấm pin ở bên ngoài trời, ở ngoài trên mái chẳng hạn, và chúng ta đi dây vào trong nhà, chúng ta kết nối với cái chiếc đèn này thì nó sẽ linh hoạt hơn. Một số anh chị thì có hỏi em là nếu mà cái vị trí chúng ta lắp tấm pin và đèn nó cách xa quá 5m thì phải làm như thế nào. Thì anh chị cũng đừng lo, thì bên công ty Hoàng Long cũng đã có bán sẵn kèm với một cái sợi dây 5m này để giúp cho anh chị trong những cái trường hợp mà chúng ta dây nó cần kết nối dài hơn 5m để chúng ta kết nối vào đèn, thì chúng ta có mua một cái dây như thế này. Đấy, chỉ có 50.000 thôi, thì chúng ta về chúng ta cắm trực tiếp vào cái rác như thế này và đầu này chúng ta cắm trực tiếp vào đèn thì chúng ta có 10m để chúng ta kết nối và sử dụng đèn. Và trong trường hợp nếu mà chúng ta cần thiết thì chúng ta có thể kết nối hai cái dây như này. Tuy nhiên thì em cũng khuyến cáo là anh chị cũng không nên sử dụng dây nối nó quá dài, bởi vì khi mà nối dây nó quá dài thì nó sẽ giúp là làm giảm cái hiệu suất sạc của tấm pin này cho đèn. Bình thường ví dụ sạc khoảng độ 6 tiếng đầy chẳng hạn, nhưng nếu anh chị nối cái dây này nó quá dài thì nó có thể đến 10 tiếng hoặc là 12 tiếng chiếc đèn mới đầy được. Và em biết chắc rằng là khi mà nghe cũng như là xem về những cái thông số sản phẩm này thì anh chị rất muốn biết là bên trong thực tế cấu tạo của chiếc đèn này gồm có mấy viên pin, liệu có đúng 6 viên pin như bên em Hoàng nói không. Đấy, và ngay sau đây em sẽ mở cho anh chị xem cấu tạo thực tế ở bên trong chiếc đèn này nhé. Tiện trước khi mà em mở cái đèn này ra cho anh chị xem thì em sẽ đo cho anh chị xem cái kích thước của chiếc đèn này nhé. Thì cái đèn này có kích thước chiều ngang là 30cm. Đấy, và chiều rộng của nó là 23,5cm anh chị ạ. Đấy, thì đây là kích thước của chiếc đèn. Thì với cái chiếc đèn này thì nó được cấu tạo là gồm có cái những con ốc đằng trước này để nó vít ốp và đèn vào. Thì hình để chúng ta tháo được cái này thì rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần bắn vặn hết các ốc này ra. Đấy, sau đó sẽ nhấc được cái mặt đèn ra là ok thôi. Như anh chị có thể thấy thì em vừa mới tháo cái mặt này kính này ra. Đấy, thì cái đèn này công suất 300W, anh chị có thể nhìn đây là cái khối pin của nó. Thì cái pin này nó là cái loại pin 32650 anh chị ạ. Đấy, cái điện áp của nó là 3,2V. Và cái khối này sẽ gồm có 6 quả anh chị nhìn nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, nó 6 quả nó xếp thành một cái khối như thế này. Đấy, thì dung lượng của nó sẽ được 36.000 mAh. Thì đây là một cái điều rất là thực tế và em nghĩ không phải là bất kỳ nơi nào họ cũng sẽ dám mở và dám cho anh chị xem cái khối lượng pin ở bên trong của chiếc đèn. Bởi vì cái này nó cấu thành nên cái giá cả của nó rất là cao. Đấy, và nó cũng chiếm một cái tỷ lệ rất là cao trong cái giá sản phẩm. Nếu những cái nơi mà người ta bán hàng không uy tín chẳng hạn thì họ sẽ không dám mở ra. Ví dụ họ có thể nói là 6 pin nhưng thực tế trong chỉ có 4 pin thôi chẳng hạn. Nhưng bên Hoàng Long, riêng bên Hoàng Long thì anh chị cứ yên tâm là khi mà chúng em đã tư vấn hoặc là giới thiệu cái sản phẩm nào thì chắc chắn là cái thông số của nó sẽ là chuẩn y như thế.
Đấy, ví dụ như đèn này là 6 pin và em dám mở ra cho anh chị xem 6 viên pin. Đấy, để chúng ta có thể yên tâm khi mà lựa chọn những cái sản phẩm đèn năng lượng. Và đến buổi tối thì em sẽ test lại ánh sáng cho anh chị xem cái ánh sáng thực tế với cấu hình đèn LED như thế này và khối lượng pin này thì nó sẽ cho một cái độ sáng như thế nào. Và bây giờ thì anh chị đang nhìn cái ánh sáng thực tế của chiếc đèn chống lóa 300W nhé. Thì em quay ở trong nhà thì cũng vì là vội quá nên là chưa có thời gian lắp lên, thì là quay tạm như thế này. Anh chị có thể nhìn đây, không gian cũng khá là bừa bộn thôi, nhưng mà em sẽ quay rất là thực tế. Thì đây là ánh sáng chỉ có một, duy nhất một chiếc đèn chống lóa 300W. Đấy, thì em đang treo cao lên. Đấy, và bây giờ em đang tắt đèn đi. Thì anh chị có thể nhìn ánh sáng. Phòng này khá là tối. Phòng này của nhà em thì nó rộng khoảng tầm 50m2 anh chị ạ. Đấy, thì chúng ta có thể so sánh giữa cái lúc mà bật ánh sáng với lại tắt ánh sáng. Đấy, thì khi mà ánh sáng được bật lên, đấy thì anh chị thấy phòng nó rất là sáng. Với cái độ sáng như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể đi lại, ăn cơm, sinh hoạt rất là bình thường. Và cái đèn này thì có thể lắp được từ phòng từ 80 đến 100m2 rất là vô tư. Đấy, đây là phòng 50m2. Anh chị có thể nhìn nó rất là sáng. Đấy, đây em tắt đi và cho anh chị nhìn thực tế. Đây, bật lên. Đây, ánh sáng nó rất là sáng luôn. Đây, và em cũng quay thực tế thôi, không có màu mè hay là hoa mỹ gì cả anh chị ạ. Đấy, thì để muốn cho anh chị làm sao mà cảm nhận được cái độ sáng nó thực tế nhất. Thì khi mà chúng ta có nhu cầu mua về sử dụng thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm về cái độ sáng lắp với cái không gian phòng của gia đình nhà mình thì nó có được không. Đấy, anh chị có thể nhìn đây, mọi thứ rất rõ ràng. Đấy, chúng ta thì trên đây em cũng đã chia sẻ và giới thiệu cho anh chị rất là chi tiết về cái mẫu đèn chống lóa với công suất là 300W này. Đấy, thì rất là hy vọng đây cũng là một cái kiến thức nó giúp ích được cho anh chị trong cái quá trình mà chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời. Có thể là anh chị mua ở bên Hoàng Long hoặc là anh chị mua ở những nơi khác, nhưng khi chúng ta có những kiến thức cơ bản hoặc là chúng ta hiểu biết về nó thì chúng ta sẽ mua được những chiếc đèn xứng đáng với đồng tiền và chắc chắn là sẽ được những cái sản phẩm ưng ý và có chất lượng tốt. Thì nếu anh chị có cái câu hỏi nào muốn chúng em tư vấn hoặc là hỗ trợ thêm thì anh chị có thể liên hệ với bên công ty theo số điện thoại là 0865 999 515. Hoặc là nếu mà chúng ta muốn biết về giá bán cũng như là thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm này thì chúng ta có thể liên hệ vào cái trang web là hoanglongsolar.com. Đấy, thì trên trang web bên em đã để rất là chi tiết về các thông số cấu hình cũng như là giá bán công khai của cái sản phẩm này. Và một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video. Nếu anh chị cảm thấy video hay và hữu ích thì rất mong anh chị hãy ủng hộ bên kênh của Hoàng Long một lượt like và một lượt đăng ký vào kênh để giúp chúng em có thể tiếp tục làm những video mới, chia sẻ cho anh chị về những kiến thức cũng như những sản phẩm đèn năng lượng mặt trời trong thời gian tới. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.